Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao những nội dung trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Tuy nhiên, cần có những kế hoạch kiểm tra đánh giá cụ thể để có thể đạt mục tiêu đề ra. Cái mà chúng tôi tán thành cao trong chương trình đó là đã có một cái nhìn toàn diện về tất cả các lĩnh vực liên quan đến văn hóa. Mà trước hết, cái mục tiêu hướng đến vừa là cái đầu tiên nhưng cũng vừa là vừa cuối cùng đó chính là con người. Hoàn thiện hệ giá trị Việt Nam, con người Việt Nam, gia đình Việt Nam. Và tất cả những cái hệ giá trị đó thì chung quy là hình thành cái giá trị, hệ giá trị con người. Đối với chương trình này thì chúng ta ngoài cái việc mà phát triển rồi thì làm phong phú, sâu sắc, đặc sắc cái văn hóa của Việt Nam thì cần phải quảng bá cũng như là tuyên truyền cái văn hóa Việt Nam ra với thế giới và đồng thời cũng là phải tiếp thu chọn lọc những tinh hoa của văn hóa thế giới để làm sâu sắc, phong phú hơn cái nền văn hóa Việt Nam. Chương trình xây dựng ta đề ra từ 25-35. Quan điểm của tôi là năm 24-25 phải chuẩn bị để 25 duyệt và bắt đầu thực hiện từ 26 đến 35. Nó là chương trình mục tiêu 10 năm và nó cùng với lại các cái hội nghị và cùng với các cái khóa và hệ thống chính trị mình từ Đảng đến Quốc hội người ta 5 năm. Thế còn nếu bây giờ anh đưa chương trình mục tiêu vào từ năm 2025, tức là anh đưa giai đoạn chuẩn bị vào để cho Quốc hội phê duyệt cả trong cái chương trình mục tiêu thì nó không khác gì việc mà chúng ta đi xây một giấy phép xây dựng nhưng chúng ta lại chưa lập cái bản vẽ thiết kế nhà. Thì những cái mà chương trình xây dựng này tôi nghĩ là quan trọng hay không thì quan trọng, rất cần thiết, nhưng mà để một cách làm mà mang tính mà nó thuyết phục hơn, có nội hàm đầy đủ rồi là có những cái nội dung cụ thể để đại biểu Quốc hội cảm thấy thuyết phục thì thấy nó sẽ tốt hơn, cần phải chuẩn bị kỹ hơn.